Thưa quý vị và các bạn theo dõi bản tin Tây bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thưa quý vị và các bạn, việc thực hiện bao trái cây được Sơn La thí điểm từ năm 2017, chủ yếu là bao trái xoài, bưởi da xanh, na, ổi. Mỗi năm toàn tỉnh đã thực hiện bao trái được khoảng 13,5 triệu túi bao quả. Đến năm 2022 toàn tỉnh có trên 50 triệu túi bao quả được sử dụng. Dự kiến năm 2023 sử dụng trên 60 triệu túi bao quả. Thực hiện kế hoạch xuất khẩu sản phẩm nông sản năm 2023, với mục tiêu đạt trên 18.700 tấn, tăng 0,98%. Giá trị tham gia xuất khẩu phần đấu đạt 25,26 triệu đô la Mỹ, tăng 26,15% so với năm 2022. Để sản phẩm trái cây Sơn La chinh phục được các thị trường khó tính như EU, Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, Nga, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước Trung Đông và ASEAN chấp nhận, Sơn La cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm, tổ chức thực hiện nghiêm ngặt các quy trình sản xuất, và quản lý tốt mã số vùng trồng, quản lý và sử dụng có hiệu quả thương hiệu sản phẩm. Đặc biệt là việc bao trái cây, tạo mẫu mã sản phẩm đẹp, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm chi phí cho người sản xuất cũng được nông dân thực hiện. Hiện nay các sở ban ngành các huyện thành phố tăng cường hoạt động giám sát đối với diện tích đã cấp việt gáp, global gáp, mã số vùng trồng, tập trung tổ chức tập huấn đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật thu hái sơ chế bảo quản cho lao động tại các doanh nghiệp hợp tác xã Tỉnh Yên Bái phân đấu đến năm 2025 có 50% lao động trong lĩnh vực du lịch được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và chuyên môn sâu về du lịch. Tỷ lệ này sẽ đạt trên 65% vào năm 2030. Tỉnh Yên Bái cũng đặt mục tiêu 30 đến 40% lao động trong lĩnh vực du lịch có trình độ đại học, trên đại học và cao đẳng về du lịch. 55% đội ngũ cán bộ quản lý giám sát ở doanh nghiệp được đào tạo chuyên sâu về du lịch. Thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động liên kết với các cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch có uy tín trong và ngoài tỉnh, tăng cường liên kết hợp tác quốc tế về đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, xúc tiến thành lập trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn cho các lao động người dân tộc thiểu số. Sau năm 2030, Yên Bái sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực bậc cao, phổ cập trình độ ngoại ngữ và tin học cho cán bộ quản lý du lịch và những người giao tiếp trực tiếp với khách du lịch. Thời gian qua, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới. Đi đến từng hộ gia đình tuyên truyền bằng chính ngôn ngữ của đồng bào là cách làm được cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trên địa bàn xã Xín Thầu duy trì thực hiện trong nhiều năm qua. Các văn bản pháp luật vốn vừa khô vừa khó nhưng được vận dụng sáng tạo trong tuyên truyền giúp bà con dễ nhớ hơn. Xã cũng thành lập các cái mà uh, tổ an ninh uh, cũng như là tổ mở tuyên truyền pháp luật uh, trên cái địa bàn để thường xuyên uh, duy trì công là ở ph uh, phối hợp cũng là các cái buổi họp dân cũng như là uh, tuyên truyền trên loa phát thanh của xã. Các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân trong các cuộc họp hàng tuần, hàng tháng đơn vị cũng thường xuyên bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ Bộ phòng tỉnh và chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn. Nội dung tuyên truyền thì chúng tôi tập trung vào các cái văn kiện pháp lý về biên giới đã được ký kết giữa Việt Nam với Trung Quốc và Lào cũng như các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để sống nhân dân cho tuyên truyền các thứ là cũng được nâng cao, không có các tệ vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép cũng như là vi phạm về luật biên phòng uh, trong thời gian vừa rồi. Từ đầu năm đến nay, huyện Mường Nhé đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được 20 cuộc với 1.500 lượt người tham dự. Các cuộc họp bản hội nghị ở xã cũng lồng ghép tuyên truyền pháp luật. Một số trường hợp cá biệt cấp ủy chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đến từng nhà để tuyên truyền phổ biến. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở khu vực biên giới bản tin tây bắc chuyển động hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại